Hoàng Nghĩa, sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tôi có hứng thú với các con số và sở hữu bộ óc phi thường về logic không gian. Năm 7 tuổi, bố đã giúp tôi khai phá và chinh phục những con số Sudoku. Tôi sẽ luôn tỉnh táo và chiến đấu hết mình trong trận chiến lịch sử này. Tôi là Minh Tiến. Tôi có hơn 9 năm kinh nghiệm phá giải các con số Sudoku. Tôi biết đến Sudoku qua các trang báo, tạp chí. Tôi lao vào chơi và chưa từng bỏ sót một ô số nào. Tôi đến đây để khiêu chiến với các đối thủ, cái chính là để nói cho mọi người biết, với Sudoku, tôi luôn là số 1. Tôi, Thế Vy, là tuyển thủ Sudoku đại diện cho miền Nam. Với tôi, Sudoku là một bộ môn trí tuệ chứ không phải là một trò chơi bình thường. Tôi đang tìm một đối thủ để thách đấu. Ngày hôm nay, ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này? Tôi sẽ đưa ra câu trả lời. Thưa quý vị, đây là một trò chơi về toán học. Họ cho một cái ô vuông bao gồm là 9 cái hàng dọc và 9 cái hàng ngang. Và trong cái ô vuông đó, người ta lại chia ra thành 9 cái ô vuông nhỏ. Và trong mỗi một ô vuông nhỏ đó cũng lại có 9 cái ô vuông nhỏ nữa. Cái nhiệm vụ của mình là gì? Mình phải điền vào các ô số đó làm sao mà nguyên một dãy hàng ngang nó phải có từ 1 đến 9. Rồi dò cái hàng dọc cũng phải có từ 1 đến 9. Và bất kỳ trong một cái ô vuông nhỏ nào nó cũng có từ 1 đến 9. Đặc biệt quan trọng là không hàng nào được trùng lắp hàng nào về các con số cả. Hãy gặp gỡ 3 ứng viên sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay, đại diện cho Kiên Giang, Hải Phòng và Thái Nguyên. Thưa quý vị, Minh Tiến, Hoàng Nghĩa và Thúy Vy. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Chúng ta giới thiệu một tí về mình đi nào. Xin chào chú Tấn Thành, bác Sâm, chú Nam, chú Huy và chị Tóc Ti cùng khán giả trong trường quay. Con tên là Trần Nguyễn Thúy Vy, năm nay 18 tuổi và đến từ Kiên Giang. Con biết đến Sudoku nhờ các trang báo và con đến đây để chứng minh rằng Sudoku không phải là một trò chơi bình thường mà nó là một lĩnh vực của trí tuệ. Yes. Vâng, em chào anh Trần Thành ạ, em chào tất cả giám khảo và tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Hoàng Nghĩa, năm nay 20 tuổi và đến từ Hải Phòng ạ. Em bắt đầu tiếp xúc với Sudoku từ năm 7 tuổi ạ. Tất cả các phương pháp và cách thức giải Sudoku thì em đều tự tìm hiểu và tự mày mò phân tích ạ. Và chỉ cho đến khi em tham gia với Siêu Trí Tuệ Việt Nam thì em mới bắt đầu luyện tập với Sudoku tốc độ trong khoảng 2 tháng trở lại đây ạ. Và em đến với chương trình ngày hôm nay để em muốn chứng minh rằng em là ai ạ. Yes. Em là Phan Minh Tiến, đến từ Thái Nguyên, năm nay 22 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn CVS Việt Nam Center. Đồng thời thì hiện tại em đang là trưởng cộng đồng Sudoku tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì em đến đây để khẳng định bản thân mình về tốc độ cũng như là khả năng tư duy trong việc giải Sudoku. Và em hy vọng là sau khi kết thúc giải đấu này thì em sẽ có cơ hội để tham dự vào các giải đấu quốc tế. Và tôi là Trấn Thành, tôi tiếp xúc với Son Goku từ năm lớp 6. Và tôi đến đây để khẳng định với quý vị, Son Goku không phải là một bộ môn toán học mà là cuốn truyện tranh mà hầu hết trẻ em Việt Nam yêu thích, còn được gọi là 7 viên ngọc rồng. Và hôm nay tôi sẽ gạt bỏ kiến thức về Son Goku của tôi để theo dõi các bạn đấu Sudoku. Cho anh hỏi là em chơi được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bắt đầu chơi là khoảng 2 năm gần đây. Thành tích cao nhất của em là gì? Em chưa thi đấu một giải nào nhưng mà em tự tin là em sẽ có một thời gian ngắn để giải một bài toán Sudoku. Cho anh hỏi là từ trước giờ em có đối thủ nào chưa? Dạ, chưa. Thấy ghét không? Cái thứ nhất là con gái. Cái thứ hai là mới chơi, tuổi là nhỏ hơn các anh, kinh nghiệm các anh thì dày dặn hơn. Không biết là các anh có chấp em nó cái gì đó nhỏ nhỏ tí gọi là không? Em nghĩ là đã lên sân khấu này thì chơi hết mình, không nhường ạ. Vui quá. Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.
đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.